Không, chị thấy không? Bật đen bật vàng rõ ràng không? Bật đen không vàng á. Cả cái da nó vàng vàng. Chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Thì hiện ba chú cháu đang có mặt tại khu vực đây là của ấp Trồng Cát thuộc của xã Yên Luông của huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang. Cái khu này mấy đứa cháu mình lâu ghê mới ra tới luôn á. Đi này cách này chắc cùng cả năm luôn á. Cả năm mới quay lại nha cô chú anh chị. Bây giờ mấy đứa cháu mình vô mấy cái điểm. Tại mấy cái điểm trong đó là mấy đứa cháu mình bắt được nhiều rắn hổ á. Bây giờ đi hết khu này bắt đầu quay lên khu trên. Cái khu trên lúc đó là mấy đứa cháu mình đặt bẫy rắn ha. Đi thăm một cái là nói chung là dính là khủng khiếp luôn á. Rồi lần sau đi thăm cái nữa là không còn cái bẫy nào luôn. Cẩn luôn. Hết dám đặt bẫy khu này nữa luôn á. Rồi giờ để mấy cháu mình đi vô trong khu đó. Nếu mà có dấu vết đồ hang đồ dấu ngon lành á thì mình quay lại cho cô chú anh chị xem. Mới đây mà luộn đồ nứt hết ráo rồi trời. Mới đây mà đất ruộng đồ nứt hết ráo rồi. Khô éo luôn. Ủa cái ruộng này nó cao. Ruộng này vô mà thấy cái da rắn hổ lột cái thôi. Ngon lành canh đào mới nhắc có thiệt luôn. Mới nhắc cái da nó gì đây. U là trời. Ủa rắn ráo hay rắn nước? Cơm. Gì lục cơm như bứ vậy? Cơm. Lục cơm hả? Ôi cái da đầu nè. Cùng bông hả? Bông hả? Bông cùng bông bữa mình có quay đúng không? Mùa này đất khô như sa mạc. Theo ba gốc cây khó xử. Dấu gì chú mừng? Dấu hay vậy? Dấu gì? Da lột. Hả? Da lột á. Trời ơi. Trời ơi, da con sáp mà. Ú là trời. Trời ơi, da con sáp là cô chú chị. Ủa sắp này sắp vàng hay sắp chị? Hơi vàng vàng mà. Ủa thôi cái da lột cũng đẹp hay chú mọi. Cũng đẹp hả? Trời ơi da này còn mới chát. Rồi đây chuyện nước. Đây nè. Cái này bự nè. Da nó còn dính dính luôn. Ừ. Ờ nó còn tanh lên nào ông bơi. Chú Mười thấy chú Mười để vậy luôn hả? Ừ. Da sáp nó còn tâm lầm luôn cô chú anh chị, nó mới lột luôn à. Mình tới số mày rồi. Sao giỏng cây như cái dao nhỏ chặt xả luôn như này. Nè dao. Để mình tắt máy mình dọn phụ cái này cái cô chú anh chị ơi. Ngâu. Nó ăn ớt hay ăn cùi? Chót, bực bội. Nó ăn ớt hay ăn cùi? Rắn đầu nằm dưới đó chú rồi. Thằng chú ớt phóng lên luôn á. Mấy giờ lá xanh này ngon quá. Không biết đắng không ta? Biết đâu.
sợ nắng, không ăn mát đúng không ạ? Lột cái da ngay chỗ gốc chuối, hang nằm chỗ này có dấu, chạy đâu thoát. Bao nhiêu phần trăm là bác cần nói cho vậy? Cũng 70% à. Là còn 20% là bác không được phải không? Không lẽ mình vô cái khung 20 mình chui với vô khung 80 đi. Dạ. Nhà con cái là cái này đồng trống. Đồng trống da lọt phải không? Da lọt là hy vọng. Bỏ đi ăn vô luôn ha. Nhấc trên nhấc dưới hai nhấc đi không. Đâu dưới gốc này gió vậy trời. Cái gì đâm đau quá ta. Miệng ốc chi vậy? Ốc gai gì? Cái gai. Sao lễ gì đâu lễ. Lễ chứ sao. Lũng lũng bả lũng tiền lũng tiền chung ngày luôn á lũng tiền nghe cô chú anh chị mày hả mày. Ê từ từ đừng nóng thấy nó mà nó đang nguộn. Ê nó đang nguộn nè. Ủa nó chết kìa rồi. Chị chết gì? Ủa chứ da nãy vàng vàng mà. Da vàng ha, da đen. Da hơi vàng. Con này chị á, chị đen á. Hả? Chú chị thấy không? Con. Tới đi. Tôi chừng nó qua cái hang, tới cái hang chú mồi bạn á. Tất cả con ngồi không kẹt con gì là. Quên đi, quên cái đau đi, bắt rắn đi lại đau lại. Hay quá chú Mười ơi. Hang này chú Mười hay chú Bảy phát hiện vậy? Chú Bảy hả? Còn chú Bảy mà nằm ở trong cái lùm á. Dạ hay quá chú Bảy ơi. Đủ quá. Thấy không? Hai con. Gì? Con vàng kìa. Ở cái da con vàng mà. Phải không? Dối nó vàng kìa nè. Rồi hai con. Thấy không, cô chú chị thấy không? Một đen một vàng rõ ràng không? Con đen con vàng á. Đã cái da nó vàng rồi. Mày hả mày? Một cặp. Con lo đầu hình như là cái con đen hay gì đó. Con đen nè. Con đen á, cậu còn vàng nó nằm ở trong á. Mấy bánh này trọt ra đúng không? Trọt ở đây luôn. Ê, nó lên trên. Bóc đi chú Bảy. Ra cách nào đó, bắt được bắt nó nha. Đó rồi đồ. Bên đây không thấy nó. Nó nằm đây nè. Con trong con hoài nè con. Con đen ra nè. Trời, chú Bảy. Chứ giờ sao? Chứ ngọn vậy phải chịu vậy chứ. Bắt
hỗ trợ phụ mang phụ bổng gì luôn. Đánh nhanh rút bộ. Còn giờ còn nắm đó. Còn. Chết, không, cứng quá. Cứng quá cứng. Được con cái cây đây, được con cái cây đây. Ra nè, nè. Ra. Chú Mười qua bắt con vàng đi chú Mười, qua con vàng đi. Để Con vàng sắp đôi trong đó. Nó đi chung với hai mấy chứ luôn. Con đen này con cái con đực cho trời, nhìn nó ốm vậy. Cái. Cái rồi. Cái. Rồi dám đẻ rồi luôn. Dòm dòm mắt mấy chứ rồi. Con đứng này nè. Mắt này. Cái da trơ trơ là cái da con vàng trơ trơ luôn. Trời ơi, nó quậy cho mình quên cái khủng luôn. Da con vàng. Ừ. Nè, thấy lọc mới lọc. Mới lọc còn da còn dính luôn nè. Rồi ghê. Nè. Rồi con đó lọc đó. Nè, đó hồi nãy cái da nó còn... Cái da nó còn còn tanh lình luôn mà. Con này mới lọc cái da, nên cái da nó còn dính nước nhẹp luôn nè. Nè, da nó gị vô bụi đất sành luôn. Ừ. Đó, cái mùi khôn luôn. Chú Mười hỏi ngay cái mùi khôn luôn nè. Vậy mà luôn. Tại vì cầm cái da ráng hỏi mùi còn tanh lình nè. Thì lại đây luôn đi chú Mười ơi. Chỗ nào đây? Rồi cục đất dục đâu đây vậy? Đào cái da không? Đây, cái đây nè và cái bốn cái thấy cái này đi đây để gặp mấy đứa cái nào bỏ vô con da đó nó thì nó con nói cái da nó vậy mà sao bắt cái con này đang xì lì à. Rồi nó lủi đầu nó lủi. Cái cách này là an toàn nhất. Xe túi lại. Xe lại quấn lại cuộc bóp cái này. Chết bà nãy quên cân hai con riêng thôi. Cân vậy sao biết con nào nhiêu. Chung luôn đi. Hai con một cái lưỡi 80. Hai con này từ ra 130 gram. Còn một cái tư 50. Lột mà một cái tư 50. Con 7 lạng, con 7 lạng lưỡi. Đúng không? Con 7 lạng, con 7 lạng lưỡi. Nói chứ hổm lại đi học lên được lớp 4 là tôi chưa tiện tính tính. Không là học lớp 3 tính sai không. Đi về cô giáo dạy lại học được lớp 4 lên được lớp. Cô giáo nó cho mình lên thêm lớp. Mất cỡ chết luôn. Làm sao bữa nay đựng cho bốn cái túi này đầy rắn về đây. Đổ qua ngay chốc hang này luôn. Rồi. Ngày này hang này một cặp nha cô chú anh chị. Không có trứng hả? Không có trứng sao con này chắc nó đẻ rồi quá. Đẻ rồi. Đẻ rồi. Là con nó bự nhất. Ừ, nhiều con khi này là con bự nhất. Nhiều khi nó bắt cặp nữa nè. Ừ. Mày con nó nở đi ăn hết. Làm cái gù đất quá trời ngon nha, cao nhiều luôn mà. Da nè. Lọt dây mà còn tanh linh luôn mà. Sao mà không có sao được. Tanh linh đúng không? Tanh linh nè. Dán này lột qua. Ừ. Dán này lột có qua chắc. Nên
có không? Thấy bà tắn tắn thử nó tính ai vậy không phải luôn. Rồi lắp lại cho cô chú anh chị ơi, vậy là cái gù này mấy cháu mình bắt được một cặp luôn. Tiếp tục cô chú anh chị ơi, đặt lên cái gò Siri tên đó, gò tên đó là cái gò quan lâu năm chữ rồi đó. Khỏe ha, tạm được cặp khỏe chứ bà ơi. Thì nó nhỏ nó không có bự cô chú anh chị, nhưng mà nó rất là quý luôn, tại vì rắn hổ là quý lắm. Xương gì ta? Xương rắn đó. Xương rắn gì nè? Có giải bụng đó. Giải bụng 30 mét trong gì đó. Nè. Ui rắn ráo không ơi. Rắn chết luôn. Rắn ráo. Đầu ngâu độc rồi lẩm lên luôn. Lên à, được rồi thì bỏ cái mới lên à, còn non bước thôi chứ bạn ơi, để luôn. Giờ mấy chú cháu mình chắc dọc về quá, kết thúc cuộc tỉnh đây. Hãy tính đi lên trên đây nữa, nhưng mà chắc để buổi chiều của chú anh chị ơi. Giờ nắng quá, có bụng nữa. Đi kiếm quán nào ăn cơm mẹ. Đi nghỉ ngơi rồi, kiếm chỗ nào nghỉ ngơi lại bắt đầu ăn cơm nước rồi bắt đầu mấy cháu đi lên đó nữa. Thì thành quả mấy cháu mình được 2 con, 1 ký 450. Ở mấy dưới đây. Giờ mấy cháu mình dột về luôn. Thì hẹn cô chú anh chị tiếp chiếc chiều nữa. Rồi chào cô chú anh chị, dột chú 70 ơi. Rồi chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Hẹn cô chú anh chị clip sau.